Tôi nói về nước nào nghe cũng được cả. Miên cái gì nói tôi cũng nghe được cả. Tôi nghe ra nó nói con gà nói tôi cũng nghe được. Con gà, con vịt, con chim, con chóc nó còn nghe được à. Con kiến nó nói tôi cũng nghe được. Sao ông được nghe được tiếng những con những lời giặc hết sao? Con kiến vàng mà nó nói chuyện với nhau, cái hồi nói chuyện là tôi còn nghe được nữa mà. Cái con kiến dạng cái hồi nó đánh khủng khiếp trận chiến của nó nha, cũng như là trận chiến của Việt Nam mà quấn với thằng Tàu, thằng Trung Quốc, quấn với thằng Nhật Bản, quấn với thằng Mỹ, quấn với thằng Pháp gì đó ghê gớm. Mà cái con kiến vàng á nó là cái người Việt Nam mình, còn các con kiến đó là các con kiến khác, kiến hồi đó là các con hồi đó là thằng Tàu, thằng Nhật Bản, thằng Trung Quốc, chết bỏ xác không có lấy thay, chết là bỏ hết rồi. Còn kiến vàng mình tội nghiệp chắc cô thấy rất là cảm động ạ. Cũng như cái người Việt Nam mình chết rồi lấy xác về chôn, còn bị thương đem về nhà thương để mà cứu, đem về nhà thương nằm bệnh viện để mà bác sĩ được cứu sống. Còn cái vàng, còn cái vàng mà nó đánh khi mà nó bị thương, nó bị còn cái hồi căng em cái kêu bạn nó đái cái nước đái nó rất độc, đái của mắt gồm cái là cô đuôi luôn, không có còn mở mắt không thấy được gì nữa. Còn cái hồi đái độc ghê lắm. Rồi nó đái vô con mắt con cái vàng, đái mắt cái vàng luôn trời, chết ngay. Còn cái nhà hồi mà nó đái con mắt trúng hai mắt cái vàng là chết ngay. Con mắt con cái vàng có hai con mắt, cô thấy hai mắt chưa? Dạ con không thấy. Vậy con mắt cô mắt thàm mà phải mắt thánh. Hai con mắt nó bự đó là cái hộp cánh nhỏ mà nó có cái chùm đen đàng hoàng nha. Hai con kiến vàng hai con mắt nó con kiến vàng á. Còn cái hồi con quay con mắt nó nhỏ xíu à. Con hồi đen rồi lùi mà con mắt nó cũng đen rồi mà chút xíu à. Con kiến nào cũng có mắt tôi thấy chứ. Còn có những con kiến cô chắc là không thấy rồi. Nó nhỏ hơn cho trong đó. Nó nhỏ thiệt là nhỏ vậy đó. Vậy đó mà nó biết ăn, nó cũng có răng, có cắn, có chạy, nó biết ăn mà nó cắn mình đau đụng trời cho nó chơi. Con kiến có chút xíu à. Kiến vàng cái hồi đó trận chiếu đánh ác liệt, đánh nó đánh mà còn kiến vàng cô biết là cái đó là một vị anh hùng, cũng như là cái loại người mình mà các vị anh hùng thời xưa. Vậy đó. Tôi nói cái con kiến vàng mà nó bị thương rồi đấy không? Là cái con kiến vàng khác ra trận chiến là tại vào trận chiến, giữa trận chiến cái đám nào tải thương là tải thương, cái đám nào đánh là đánh, cái người nào đánh đánh, còn nào tải thương là chiêu mô lại cổng cái người đó gì. Nó có hai cái răng, con kiến vàng có hai cái răng, nó căng cái giữa con kiến vàng kia đó, cái vàng chết kia đó, nó căng nó đem về là bệnh viện là cái ổ đó, là có bác sĩ là cho thuốc, tiêm thuốc, uống thuốc rồi nó có kéo có dao đủ chân, nó mới cắt nó bỏ cái đít đi, bỏ đi con kiến vàng chết đó. Hai con kiến vàng nó đem lại thành một mà con kiến hai cái đầu. Con kiến mà đẻ lớn lên nha là có một cái đầu cái đít nó thì nó đái mình con bị nó đái hoài đó. Là con kiến mà nó bị thương tích nó về nó cứu bác sĩ nó thiệt là giỏi, nó cứu hai con kiến sống lại mà chỉ còn có một con. Mà hai cái đầu, một con mà hai cái đầu này cái đầu kia rồi ra cái mình là thằng này bò tới được bò lui được bốn con mắt. cô thấy mà nó cách một cái con sông như thế này, cách một cái con mương cái nước thế này là nó qua không được. Cuộc chiến vàng nó qua nó đi ra một chiến trận không được thì nó cuộc chiến nó đeo con kiến kia ra nó thông một khúc dài gì ra thông khúc dài đeo chiến đạn mà nó qua cái con sông á. Trời ơi tội nghiệp ra nó đeo nặng quá, mấy con với đeo con trên trong trong với ngoài 200 con á. Cái đồ nặng quá, cái con là chịu đổi một tay rớt một cái là một đống xuống nước hết trơn rồi. Nhưng mà nó bỏ được con kiến dạng nó xuống nước, nó chạy trên mặt nước được xe. Nó chạy được chân à, thấy rồi rất là tội nghiệp. Con kiến vàng nó là cái chiến thuật nó đánh là nó đánh bằng ngày không à, còn đánh bằng đêm nó không có thấy được. Còn cái con kiến hồi đánh sắc nhìn tôi này bằng đại đó, nó đánh bằng đêm là một đêm nó có thể nó chiếm đất đai, có thể nó chiếm hàng cả 20-30 thước á, 20-30 thước đất. Mình nói thước chứ rồi nói cái lò kiến nó chắc là hàng mấy chục dặm. Một giây là một cái số, bởi vì con kiến nó theo con kiến mà. Mình là nó theo cái lời người của mình là nó 10-20 thước chứ còn nó là hàng mấy chục dặm á. Nó đánh bằng bị bằng đêm, con kiến vàng bằng đêm á, cái cây nào cái vợ đều có ổ cho á, cái ổ là cái nhà của nó đó.
Rồi cái ổ đó là có con kiến chúa, con chúa mà nó bụi bằng chiếc đũa mà nó có hai cái cánh đó, vậy là con kiến chúa. Con kiến đó chỉ ở độ chỉ biết sanh đẻ thôi, chứ còn không có điều có nhặt, nó bụi dữ lắm. Còn cái con kiến vàng thường nhỏ xíu vậy nè, vàng thường thấy con xíu con gắn mình đó, là cái con kiến là con cái đường mấy kiến chúa. Con kiến chúa là không có. Rồi á, cái con kiến chúa cá, con kiến vàng khác đó, nó tha đồ ăn gì cho con kiến chúa ăn, đó là vua của nó đó. Con kiến chúa là vua, con kiến có cánh, kiến vàng có cánh. Rồi á, sư ông người vị sư ông có nghe lời kiến nói chuyện với nhau không sư ông? Sao không nghe? Nó vậy mới biết, mới dịch cho con nghe chứ. Sư ông dịch cho con nghe đi. Thấy tôi dịch nãy giờ đó. À, là sư ông thấy vậy đó ha. À, rồi cái nó có cái băng, có cái lớp nào mà binh của nó đi quấn giặc không, và chiến tranh là đến giặc. Còn có một lớp bằng liên lạc của nó, là cái đám liên lạc của nó, là cái đám của nó là cái bằng cái đám tình báo của nó, tình báo xứ A của nó. Cái đám mình gọi là cái người Việt Nam mình gọi là Việt Giang đó. Là cái đám đó nó liên lạc ở ngoài chiến trận. Bây giờ thì nó sao đánh thắng hay bại, quân số chấm nhiều gì nó báo cáo. Nó báo cáo cho vua chúa của nó biết. Rồi đặng nó tiếp viện binh. Trời ơi, nó viện binh vui lắm, nó đánh cái đám này chết cũng kiếp chết, còn tới đâu nó tràn ra. Cái bằng không kiếp nó tràn ra. Còn mấy con kiến nó cũng y gan như cái người ta mình á. Mấy con kiến nhát gan cũng như mấy thằng lính mà đi đánh giặc á. Mình đi bộ đội đi lính giặc mà nhát gan sợ chết á. Đi ra trận chiến thấy giặc nó giết binh của mình qua trời, nó giết chết dễ dàng qua, không dám ra trả lời. Vậy nó thấy là quay trả lời chú. Còn mấy cái con mà gan là các vị anh hùng của cái nước Việt Nam mình, cái là người là chết bây giờ chết đấm sông không thấy nè. Trời ơi, mà một con kiến dạng vô bò ra, một con kiến ngồi bên kia nó xung phong qua, một thằng xung qua. Thì bên đây con kiến dạng có hai cái răng á, cái kéo đó, đen thật béo, nó kê nó gắt nè. Cắt con kiến hôi ngay chứng hứa con kiến hôi á, đứt là hai chân chặt liền. Hại mà nó cắt con kiến nào chết cái đấy. Chết, nó nhấp nhấp mà kiến cái hôi nó bị binh nó quá trời đông, nó chỉ dùng binh đông mà nó chống cự thôi. Tôi nói riết một hồi nó tràn qua nhóc hết trơn, nó tràn qua xung phong vô một lần 6-7 con kia hôi á. Con kia hồi, con kia vàng có 6 cái cặn, thì một cái cặn kia hồi là một con kia hồi, một cặn kia vàng á. 6 cặn kia vàng thì 6 kia hồi nó cắn nghỉ giò, nghỉ tại không bò được. Rồi nó cắn, con kia vàng có 2 cái đầu á, cái cái đầu cho cái muối á, chứ hai mắt có 2 cái đầu, cái đầu dài. Nó cắn cái đầu, nó cắn một cái con kia đầu, cắn một cái quầy cái đứt là nó đái vô mắt cái vàng cái nha. Dạ. Còn cái vàng cô bị nó đái chưa? Dạ, mình dòm lên vậy đó cho nó đái xuống một cái nhân cầu rồi. Nó đái một cái rắc rạc vậy đó. Dạ nó sớm con mắt. Mà không bằng con hồ, nó đái có một cọng nước đuôi hết. Mình không có mắt không ra. Trời ơi. Con cái hồ mà nó đái vô mắt cô muốn chạy xuống nước á. Dạ. Xuống coi cái nước đâu nào hoặc luôn nước gì đó. Cô úp cái mặt dưới nè, cô nháy cho ba cái nọc độc á, đái nó ra. Chứ không thôi, cô mà vui chừng nào đó, nó còn sống còn dưới tặng nữa. Bây giờ tôi nói vậy em. Khi nào cô bị con kiến vàng hay con kiến hôi mà nó đái vô mắt nha, cô đừng có vội, đừng có lấy vội cả, mà cô muốn một chén nước hay một thau nước hay một dĩa nước gì nè, hay cơ nước gì đó, hay là cái lu nước chặn, hay là nước dưới sông luôn chặn, úp cái mặt gì nè, lúc trong mắt mình đó, mình nháy cái nước đái nó ra hết rồi, là hết đào hết xuống hết ra. Còn khi mà con mắt của cô mà bị bụi vô hay là bị đất cát mà nó vô á, vô con mắt không có cửa nào có lấy ra được. Cô múc một cái đồ nước hay là một cái thau nước chẳng hạn, là cô mắt cô để cô mắt lúc dưới nước á, cô mở mắt cô nháy như vậy là nó ba cái cát sình bụi bặm nó ra hết trơn, là hết trơn không có gì. Còn cái mà đất dưới cát nó vô không có cửa nào cô lấy ra được đâu, nếu mà không biết không lấy ra được. Còn nói gì bụi nó vô một chút xíu thôi, bụi nó xuống như ai mà đâm con mắt vậy, chỉ em đâm cái đọt con trai á. Đọt con trai cái lấy nút cái đọt con trai kiều, trời ơi cái cây nó thọt con mắt nó xuống gần chết, kiều cái lấy miếng bụi ra cũng được, nhưng mà nó xuống nó đau dữ lắm. Còn cái mà cô úp con mắt vô trong nước á, hoặc là xuống sông hay là trong cái mưa cái gì úp mặt vô nước nhá mắt là cái miếng bụi nó rớt ra dễ, cái đó biết là nó dễ gì đó. Còn cái mà bụi nó vô trong mắt mà lấy công cái đọt con trai mà xong có kiều, trời ơi con mắt mình nó sợ muốn chết luôn, nó xuống đậm trời vậy đó, đau dữ lắm. Là kiến vàng với kiến hoa, kiến ho, kiến đen là cuộc chiến là không bao giờ kết thúc hả sư ông?
nó bởi vì nó khát nước mà. Dạ. Còn kiến hôi á, dạ, nó đen xì à, là cái thằng Mỹ đen, cái tụi phi diệt tranh á, dạ, cái tụi Mỹ đen á. Dạ. Cô thấy cái tụi Ly Dương, cái tụi Mỹ đen, tụi phi diệt tranh nó đen xì, cái đen cũng khát nước vậy. Nó đen xì, đó là con kiến hôi đó. Còn cái người Việt Nam mình là con kiến vàng, người Việt Nam mình con vàng đó. Nó vậy á, nó khát nước nhau. Một khi mà con kiến vàng không bao giờ nó đi đánh kiến hôi, mà cứ cái hồi đánh con kiến vàng nó chiếm đất đai. Hồi nào giờ cô thấy Việt Nam mình có đánh ai đâu. Dạ. Tàu nước khác đánh thôi, thằng Trung Quốc, thằng Tàu, thằng Nhật Bản, thằng Mỹ, thằng Tây gì đúng với Việt Nam không, chứ không có đánh ai đâu. Chỉ là dình làng giữ nước thôi, không có đánh ai cả. Mà cái cuộc kiến hồi á, nó đánh cái chiến thuật đánh là nó đánh tối ngày sáng đêm, khi mà nó muốn chiếm đất đai đánh sáng đêm tối ngày. Nó đánh rồi nó đánh đầu nó chiếm đó, còn cái vàng lấy không được. Yeah. Khi mà nó chiếm đất đai mất hết rồi là cái vàng bó tay rồi không lấy được. Rồi cái cây gì nè, mỗi cái cây nào cái vàng nó ở hang thì nó có ổ chân, nó mà ổ gấp chân, tôi chuồng ổ ở chân, tôi chuồng ngàn ổ chân. Yeah. Không có để ai chừng lỗ ngoài chân. Cái hồ nó lên nó rải quần hết trơn cái cây đó mới chân. Sáng còn cái vàng nào trong mà bò ra đó mà thịt đáo hết, không còn, nó đánh tài chết luôn. Yeah. Rồi cái còn kiến vàng mà đánh cái hồi mình phải tiếp diện nó mới được. Kêu bằng kiến hồi đó cô phải đốt cây đốt á, đốt những chỗ thui hết cho cái không còn con kiến hồi nữa chứ. Cô đốt tới tận gốc, kêu bằng đốt quân nó rải cái đầu, cô đốt sạch cái đó tiếp diện mới còn kiến vàng đánh mới kịp nó. Chứ còn cái vàng đánh bằng ngày thôi, chiều về trung ổ trần cây, rồi cái lợi nó chiếm hết sân đất này, ổ cái cây về nó chiếm hết sân không còn, bởi vì nó đánh lấy kiến vàng đánh một kiến hôi. Bởi vì một con kiến vàng là nó một chừng mấy chục con kiến hôi nó đánh à, nhất nhân định dạng thì cũng phải chết. một bầy chó sói mà nó có thể nó đánh cái con cọp là nó cũng giết cọp được thường, nhất hổ nan địch quần hồ. Một bầy chồn lũ chó là hàng mấy chục con, một giết cọp cũng vẫn chết. Yeah. Bởi vì cái con kiến vàng á, thì một con kiến hồi đánh không lại con kiến vàng, chỉ là ở ngoài chạy vô là con nha, nó chạy vô cái nó có cái răng, nó hai răng bén dữ lắm, nhắm con kiến hồi ha, nhắm hồi đứng ngoài không chịu vào đó. Mà bị nó vô là nhiều con á. Nó vô là cái ao vô là cái chục con, bốn cái giò là bốn con, hai cái đầu trước hai con nữa, cái rồi nó quay cái đít là nó đái vô mắt đuôi ha, chết tại chỗ luôn. Còn kiến vàng mà nó bị thương tích á, là vì nó đem dỗ á, thì nó có bác sĩ, nó có lưu kỳ đó cứu sống lại không chết. Còn kiến vàng mà chết mà chiến trường à, chết nó thả đơn không bỏ một con nào chứ, đem về nó chôn cất cái làm gì. cái cột kiến hôi á mà nó đi tới đâu vô cùng tai hại. Cô mà cái vườn cam, vườn quýt, vườn bứ, một cái cây bứ mà kiến hôi ở không á nha, cô không còn ăn được trái nào hết. Cái nào trái đấy bự gì nào, tao nó ngon hết, chứ nó ngọt không kiếm ngọt, mà tao nó phe nha, cô ăn nha, cô cũng như là ăn gió bự gì đó, nó phe gì đó không ăn được. Còn cái cô kiến vàng thì nó ở cây bự, cây cam, cây quýt gì nha, cô ăn nó ngọt khủng khiếp mà nước dữ lắm. Còn cô kiến hôi nó ở cây quýt, cây cam, cây bự là không có miếng nước, cái gạt cho là lạ hết sao không. Ủa nó độc gì á. Dạ. Nó đâu độc gì mà nó có ổ. Nó ở là những cái u sù, những cái cỏ, những cái chỗ nào mà cỏ dưới lợn, cỏ khô á, dưới mà lá chuối khô rồi đó. Thì nó chỉ nó chuồng ngủ đó là mổ, nó không biết là mổ. Còn kiến vàng là mổ, tay chết luôn. Thấy nó là mổ còn hay hơn mình có nhà đó, mình có nhà vậy. Nó cho là mình hay gió thù con kiến. Còn cái lá như vậy mà nó kéo sao mà nó kéo cái lá, nó dán lại cái dính khăn cũng như chú mình dán keo vậy đó. Mình lấy keo, mình chay keo cái keo mình đó, chay cái mình dán lại nó dính. Con này trời ơi, kéo ra gì bị thắng hết trời. Lái nè, kéo là cậu kinh mít vừa không ướt con. Yeah. Cái nhà không khí nào mà ướt chứ. Nó có cái lỗ, của như cái nhà mình có cái cửa vậy. Nó bỏ vô bỏ ra thôi, không có chỗ nào mà ướt, kinh mít luôn. Yeah.